Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. 1, 2, 3, chào tất cả mọi người đang xem trên kênh là Top 1 Papi đi các bạn ơi. Ồ là trời, chào gì mà nhiệt tình thế này, đó, lát cả máy của mình luôn. Rồi, đó thì các bạn biết ngày hôm nay là ngày gì rồi đó. Và sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng thì là cuối cùng kênh Top 1 Papi cũng đã là cán cái mốc 30.000 sub. Đó, tức là 30.000 người đăng ký nha các bạn ơi. Thì đầu tiên là mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành trên cái kênh của mình trong suốt cái thời gian vừa qua nha. Và cũng nhờ các bạn xem video và like và đăng ký kênh đó rất là nhiều, cũng để tạo cho mình rất là nhiều động lực đó để tiếp tục làm các video hay và hấp dẫn hơn nữa. Và trong suốt quá trình làm video có điều gì sai sót và không hay thì các bạn nhớ là comment đó để góp ý cho mình để phát triển thêm kênh nha các bạn ơi, đó trong cái thời gian tới. Và một lần nữa là chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, nãy giờ là chuyên mục cảm ơn đó và không dài dòng liên thiên nữa. Thì bây giờ đến với cái chuyên mục chính của cái video ngày hôm nay, đó chính là event 30k sub của mình đó, như đã nói trong các video trước. Đó, và mình đã chuẩn bị tất cả các phần quà đặc biệt siêu to siêu khổng lồ dành cho tất cả mọi người rồi. Và đầu tiên là mình sẽ là công bố đó những phần thưởng trong cái mini game đợt này. Và phần tiếp theo là mình sẽ là công bố luật chơi và cách chơi mini game trên kênh của mình nha. Đó, sẽ có hai phần cho tất cả các bạn. Đó, các bạn nhớ chú ý là lắng nghe hết cái video này nha. Rồi, và cái phần đầu tiên đó chính là giải thưởng của event. Và mình sẽ là đi trước từ giải bé đến giải lớn nha các bạn ơi. Đấy, và cái giải khuyến khích đó thì mình sẽ là có 5 cái mặt hình trái dâu. Thì mình sẽ là có 5 phần quà trong cái giải khuyến khích này. Đó, mỗi giải là cái mặt dâu chín thỏi vàng nha các bạn ơi. Và tiếp theo đó là hai giải ba. Mỗi giải sẽ là được một cái gói VIP mùa mèo chuông đen. Và tiếp theo giải nhì thì sẽ có một giải nha. Đó, và cái phần thưởng đó chính là gói Blood và một cái VIP mèo chuông đen. Và cuối cùng là một giải nhất thì sẽ được là một gói búa sấm sét kèm với là một cái gói VIP mùa mèo chuông đen. Rồi, và đó là tất cả các phần thưởng giải thưởng của mình đã dành cho tất cả các bạn trong cái event 30k sub. Và tiếp theo là thể lệ tham gia thì rất là đơn giản. Đó, cái việc đầu tiên là các bạn nhớ là đăng ký kênh và like cái video event này. Và cái bước thứ hai đó, chú ý là quan trọng nha. Các bạn sẽ là comment dưới cái video này với nội dung như sau. Đầu tiên đó chính là comment lời chúc. Và dòng thứ hai đó chính là comment ID nhân vật. Và dòng thứ ba đó chính là cái tên nhân vật của các bạn. Và đó là cái bước để tham gia. Đó, rất là đơn giản đúng không mọi người? Và tiếp theo các bạn cần phải là lưu ý nha. Đấy, mỗi bạn là chỉ cần là một comment nội dung duy nhất thôi nha. Và là không comment spam nhiều lần nha các bạn ơi. Tại là mình dùng phần mềm random auto đó các bạn. Đó, sẽ lọc ra những cái bạn nào mà comment nhiều lần là sẽ loại luôn. Đó, không có trúng thưởng đâu. Nên là các bạn nhớ chú ý. Rồi, và đó là tất cả những cái event và cách tham gia của mình. Và một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các bạn đã những bạn fan luôn theo dõi và đồng hành trên kênh của mình trong suốt cái thời gian qua. Và cái mục tiêu sắp tới của mình là đạt 50k sub đó các bạn ơi. Và không biết là đến khi nào mà mình đạt 50k sub nữa mọi người. Phải rất lâu nữa đó các bạn. Đó, nhưng mà không sao, mình sẽ là cố gắng đã. Và mình cũng tin các bạn sẽ luôn theo dõi mình đó, và nhớ là ủng hộ trên kênh của mình nha. Và nếu là đạt 40k sub và 50k sub tiếp theo đó, thì đương nhiên thì mình sẽ là tổ chức thêm nhiều cái event đó và tặng quà siêu to khổng lồ hơn nữa đó cho các bạn tham gia luôn. Đảm bảo là quà sẽ là to hơn ngày hôm nay. Rồi, ok, và cái video này chỉ là như thế thôi nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ là không có làm gì thêm nữa. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.